Tại tuổi y đường thì sẽ có thuốc để điều trị ghẻ rất là tốt. Chúng ta sẽ dùng đường bôi kết hợp với lại thuốc uống và điều trị ghẻ rất là có hiệu quả. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Bạn hỏi bác sĩ trả lời của Đông y Tuệ y Đường, và mình là Trần Hoa. Các bạn thân mến, ghẻ là một trong những bệnh ngoài da phổ biến, có tốc độ lây lan nhanh và dễ để lại sẹo nếu như không được điều trị kịp thời. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng mình và bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại phòng khám Đông y Tuệ y Đường sẽ cùng nhau đi giải đáp các thắc mắc về căn bệnh này qua video ngày hôm nay nhé. Cảm ơn cô hãy chia sẻ cho mọi người được biết nguyên nhân gây ra bệnh ghẻ là gì đúng không ạ? Bệnh ghẻ thì do một ký sinh trùng ghẻ gây nên, và nó gây nên cái triệu chứng nổi bật là ngứa đối với trẻ em và đặc biệt là vào ban đêm. Bệnh này thì nó rất là dễ lây lan cho những người xung quanh. Ghẻ thì nó có cái ghẻ và nó sẽ tạo thành cái đường hầm vào ban đêm, nó gây ra phản ứng miễn dịch cho nên bệnh nhân rất là ngứa. Cái ghẻ thì rất là nhỏ, chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường và phải nhìn qua để kính hiển vi. Cô có nói ở trên triệu chứng nổi bật của ghẻ là ngứa nhiều về ban đêm, vậy cô có thể giải thích tại sao và cho mọi người biết thêm một số đặc điểm của ghẻ được không ạ? Bệnh ghẻ thì do ghẻ cái gây nên là chủ yếu, bởi vì ghẻ đực thì chết ngay sau khi giao hợp. Về ghẻ cái thì ký sinh ở lớp thượng bì, cho nên là chính vì vậy mà nó hay gây nên cái triệu chứng ngứa vào ban đêm. Và đây là cái giai đoạn mà dễ lây lan nhất, bởi vì khi chúng ta ngứa nhiều, gãi nhiều và cái ghẻ sẽ văng ra xung quanh, ra chăn, chiếu, quần áo và sẽ lan ra người khác. Vâng, vậy thì những vùng da nào trên cơ thể thường hay bị ghẻ không? Ghẻ thì sẽ đào hang và đào rãnh dây gân ngứa, cho nên là chủ yếu những vùng da mỏng thì chúng ta sẽ dễ gặp ghẻ nhất. Đặc biệt là vùng kẽ tay, kẽ chân, vùng các nếp gấp và vùng mông, vùng bẹn và thậm chí cả vùng bụng. Cô hãy chia sẻ cho mọi người được biết là khi mắc bệnh ghẻ thì cần phải lưu ý những gì ạ? Khi mà chúng ta mắc bệnh ghẻ thì quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện sớm, điều trị kịp thời và điều trị triệt để. Và một điều cũng rất là quan trọng đấy nữa là chúng ta điều trị ghẻ, chúng ta phải điều trị cả những người xung quanh. Bởi vì nếu như chúng ta người mắc mà khỏi mà những người xung quanh vẫn bị thì chúng ta lại sẽ tái nhiễm trở lại. Và đặc biệt là chúng ta điều trị bệnh ghẻ thì sẽ phải bôi thuốc đúng liều, đúng thời gian và kiên trì để cho nó khỏi hẳn. Và khi chúng ta bị ghẻ thì chúng ta nên cách ly với những người xung quanh để không bị lây lan. Tùy thuộc vào mỗi đối tượng mà chúng ta sẽ sử dụng các loại thuốc khác nhau. Ví dụ như là người lớn và trẻ lớn thì chúng ta có thể kết hợp cả thuốc uống lẫn thuốc bôi. Nhưng còn với trẻ nhỏ thì chúng ta nên ưu tiên đường sử dụng tại chỗ, hạn chế dùng đường uống. Thế bệnh ghẻ này sẽ điều trị như thế nào ạ? Bệnh ghẻ thì ra có thể điều trị bằng đông y và điều trị bằng tây y. Trước hết chúng ta hãy nói về điều trị về tây y. Nếu như ghẻ giai đoạn đầu thì chúng ta có thể dùng thuốc bôi tại chỗ, bệnh cũng rất là ổn. Nhưng nếu như mà ghẻ lâu và tái phát kéo dài lâu á, thì chúng ta phải kết hợp giữa đường uống và kết hợp với lại bôi tại chỗ. Và tốt nhất là chúng ta nên điều trị thuốc theo đơn của bác sĩ chuyên khoa, chứ chúng ta không nên tự điều trị ở nhà khi mà độ ghẻ kéo dài. Còn về đông y thì xung quanh chúng ta có rất nhiều những cái vị thuốc lá cây mà chúng ta có thể dùng để tắm kết hợp với điều trị ghẻ. Ví dụ như chúng ta dùng lá ba gạc này, lá xoan hoặc lá đào, chúng ta đun sôi lên và tắm kết hợp. Tại Tuệ Y Đường thì sẽ có thuốc để điều trị ghẻ rất là tốt. Chúng ta sẽ dùng đường bôi kết hợp với lại thuốc uống và điều trị ghẻ rất là có hiệu quả. Vâng, các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi giải đáp các thắc mắc về bệnh ghẻ. Và nếu như còn bất kỳ vấn đề gì về da liễu, phụ khoa hay cơ xương khớp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video này hoặc liên hệ tới số hotline 0789 502 555 để được các bác sĩ tại Đông y Tây y Đường hỗ trợ sớm nhất. Và cũng đừng quên, chúng ta sẽ có lịch khám trực tiếp với bác sĩ Trần Thị Thu Huyền, bác sĩ chuyên khoa 2 y học cổ truyền, trưởng khoa khám bệnh tại Đông y Tây y Đường số 166 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!